Nắng nóng cũng không thể cản được bước kiếm tiền của những con giáp tài lộc hưng vượng mùa hè 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mùa xuân ấm áp đã chính thức qua đi để nhường chỗ cho mùa hè nóng bức. Cùng với sự thay đổi của đất trời, vận mệnh của con người cũng có những sự biến đổi nhất định. Ai cũng tò mò xem vận may nào sẽ mỉm cười với mình trong những tháng ngày sắp tới, đặc biệt là ở phương diện tiền tài. Người ta thường nói, tiền không phải là tất cả, nhưng nếu không có tiền thì rất nhiều việc sẽ trở nên khó khăn vô cùng. Vì vậy, con người ta luôn cố gắng kiếm tiền. Tử vi khoa học nhận thấy 12 con giáp, mỗi người lại có vận trình tài lộc thăng trầm khác nhau trong 3 tháng hè tới đây. Nhưng 3 tháng hè này được xem là khoảng thời gian đại cát, đại lợi, bứt phá tài lộc, tiền bạc hanh thông đối với 5 con giáp này. Thời điểm này, 5 con giáp làm ăn gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người. Tất cả đều nhờ được tử vi phúc tinh cao chiếu, thần may mắn và quý nhân giúp đỡ. Vậy 5 con giáp này là những con giáp nào? Liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không? Và có những vận may nào đến với các con giáp này trong thời điểm hè sắp tới? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi, tìm hiểu chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt link theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tỵ. Nhờ cục diện tam hợp thái tuế cho nên đường tài lộc của mệnh chủ tuổi Tỵ trong năm 2021 vô cùng hứa hẹn. Bản mệnh gặp nhiều may mắn ở nhiều phương diện, tài lộc dồi dào nhờ được nhiều sao tốt chiếu mệnh. Dù có gặp khó khăn, trở ngại nhưng cũng nhanh chóng được hóa giải, đón nhận những thành tựu rực rỡ. Đặc biệt trong những tháng mùa hè, may mắn sẽ đến với những chú rắn, thậm chí còn vượng hơn nữa. Năng lượng mạnh mẽ của mùa hạ sẽ xua tan đi âm khí, hóa giải những trở ngại mà bản mệnh đang gặp phải. Nhờ đó, mệnh chủ tuổi Tỵ sẽ có vận khí mới, đón nhận tài lộc hưng vượng trong thời gian này. Bên cạnh đó, vốn dĩ đa phần những mệnh chủ tuổi Tỵ đều là những người thông minh. Chỉ cần được trợ lực đúng lúc thì sẽ phát huy năng lực vô cùng mạnh mẽ và thu về lợi ích tốt hơn về mọi mặt. 3 tháng mùa hè là thời điểm mệnh chủ gặp nhiều may mắn, mọi sự đều như ý, được thần tài ưu ái nên có cơ hội làm việc và phát tài. Mệnh chủ sẽ gặp được quý nhân và đó cũng là thần tài của chính bản mệnh. Nhờ đó, mệnh chủ tuổi Tỵ trong thời gian sắp tới sẽ có cơ hội thăng quan, tiến chức, đầu óc cũng linh thông để có được những sáng tạo mới, thúc đẩy tài lộc, tiền bạc sùng rỉnh, cuộc sống hanh thông. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên những gia chủ tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi vận hạn và hung tinh trong thời gian này, đồng thời hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem nghề sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Tỵ. Thứ hai là tuổi Dậu. Năm 2021, mệnh chủ tuổi Dậu gặp được cục diện tương hợp thái tuế nên vận khí hanh thông, còn được quý nhân giúp đỡ, tài lộc rộng mở.
Tuy nhiên, thời điểm đầu năm 2021, nhưng chú gà vẫn gặp khá nhiều khó khăn, bản mệnh làm ra không ít, nhưng các khoản chi quá nhiều dẫn tới thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, khi bước vào những tháng mùa hè, vận số của bản mệnh có sự thay đổi rõ rệt hơn hẳn. Đều nhờ được nhiều cát tinh nâng đỡ, quý nhân phù trợ nên vận khí của bản mệnh tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều. Có thể nói thời điểm này, tài lộc của bản mệnh khá rủm rỉnh do nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng. Điều đó có nghĩa là dù là đang làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Hơn nữa, tuổi Dậu vốn dĩ rất thông minh, không chỉ có năng lực học tập mạnh mẽ mà đầu óc vô cùng linh hoạt, giỏi xoay chuyển, nhanh nhạy trong mọi tình huống, khả năng thích nghi nhanh chóng. Nếu mệnh chủ được giúp đỡ để đi đúng đường, chắc chắn sẽ tạo ra những thành tựu vô cùng đáng nể, cuộc sống sang giàu trong tầm tay. Nhìn chung, trong 3 tháng mùa hè 2021, con đường kiếm tiền của mệnh chủ tuổi Dậu trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn. Bản mệnh dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Nói cách khác, tuổi Dậu chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội là có thể phát tài, phát lộc. Ngoài ra bản mệnh cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong 3 tháng tới. Không như vậy, pháp khí đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các gia chủ tuổi Dậu. Thứ ba là tuổi Dần. Mệnh chủ tuổi Dần có tính cách khá cố chấp, tự lập từ nhỏ, dám thử thách bản thân, không ngại khó khăn hay thất bại. Một khi đã quyết tâm làm gì, bản mệnh sẽ làm tới cùng với tinh thần kiên trì, kiên quyết đạt được mục tiêu mới. Chính sự quật cường đó đã giúp những chú hổ có thể dễ dàng thành công trong lĩnh vực mà mình theo đuổi và được mọi người công nhận. Đặc biệt, vận may tuổi Dần trong 3 tháng mùa hè năm 2021 sẽ nở rộ hơn bao giờ hết. Nhiều cơ hội thuận lợi mở ra giúp cuộc sống bản mệnh như bước sang trang mới vô cùng khả quan. Tử vi khoa học nhận thấy, nhờ được quý nhân phù trợ, mệnh chủ tuổi Dần không chỉ được ban phát tài lộc rủng rỉnh mà còn tự thân tìm ra những cơ hội kiếm tiền để duy trì tài khí. Có thể nói trong những ngày hè nắng nóng, mệnh chủ sẽ đón nhận nhiều sự kiện đáng vui mừng, cầu được, ước thấy, tiền vào như nước, không lo thiếu tiền. Hơn nữa sự nghiệp của bản mệnh cũng thẳng đường thăng tiến, chỉ cần bản mệnh làm việc đủ chăm chỉ, sử dụng tài năng của mình vào đúng nơi, đúng lúc, bản mệnh có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển, mệnh chủ tuổi Dần nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc, sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong năm 2021. Không như vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các gia chủ tuổi Dần. Thứ tư là tuổi Hợi. Những mệnh chủ tuổi Hợi là người có tính cách cởi mở, hào phóng, không tính toán, đối nhân xử thế khéo léo, lại luôn giữ được bản lĩnh bình tĩnh trong mọi tình huống nên có thể chiếm được lòng tin và sự đánh giá cao của người khác. Vận may của mệnh chủ tuổi Hợi sẽ tập trung chủ yếu vào những tháng mùa hè, mang tới bản mệnh những lợi nhuận vô cùng khả quan, nhưng khoản tích lũy nhờ vậy cũng tăng thêm đáng kể. Đó là bởi trong mùa hè năm nay, mệnh chủ được quý nhân phù trợ sẽ dàng gặt hái thành tích rực rỡ như ý. Khi công việc ngày càng thăng tiến, lập được nhiều thành tích đáng khen ngợi, thu nhập của tuổi Hợi sẽ nhanh chóng được cải thiện. Hơn nữa, bản mệnh thường ngày có thái độ hiền lành, khiêm tốn, nhã nhặn với mọi người xung quanh, đối xử với đồng nghiệp hòa nhã, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi được yêu cầu.
Nhờ vậy mà phúc khí ngày càng tăng tiến. Trong mùa hè năm nay, bản mệnh sẽ được quý nhân tìm đường dẫn lối, tìm ra cách kiếm tiền phù hợp. Có thể nói, dù làm nghề gì thì mệnh chủ, tuổi Hợi cũng có thể dùng sức lực và khả năng của mình để thoát khỏi khó khăn và làm giàu. Đặc biệt để kích vượng vận và cải mệnh, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng có giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tuổi Hợi tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Hợi. Thứ năm, tuổi Thìn. Mùa hè năm nay, đường tài lộc của những người cầm tinh con rồng sẽ có những biến động vô cùng tích cực, đánh dấu bước chuyển mình của bản mệnh. Bản chất như mệnh chủ tuổi Thìn là người thông minh, có năng lực, có chí tiến thủ, bản mệnh có tham vọng và biết cách nuôi dưỡng tham vọng phù hợp với thời cuộc, cho nên đa phần đều trở thành người thành đạt. Với những thành tựu đạt được, tài lộc của mệnh chủ tuổi Thìn vì thế vô cùng rủng rỉnh. Mọi thứ lại càng hanh thông hơn trong những ngày hè năm nay. Hơn nữa, trong thời gian này, nhờ có quý nhân giúp đỡ, mệnh chủ làm việc gì cũng tiến triển thuận lợi, dễ dàng thu về lợi lộc dồi dào. Nhìn chung, tuổi Thìn không chỉ thông minh, can đảm mà còn rất chăm chỉ, sông sáo, gặt hái được nhiều thành công trên nhiều phương diện. Mùa hè năm nay, tài lộc càng thêm rủng rỉnh, tiền bạc dồi dào, mỗi ngày một tăng cao. Nếu bản mệnh có thể quản lý tài chính một cách hợp lý, chắc chắn tài khí sẽ được duy trì dư giả trong suốt cả năm. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Thìn cần mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ bản mệnh trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các gia chủ tuổi Thìn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.